Hùng Đô Kiêu Ngạo. Câu đố: Thử thách tư duy. Phần 2. Câu 1. Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu anh chị em? Đáp án: 7 người. Câu 2. Một cây cầu có trọng tải là 10 tấn có nghĩa là vượt quá 10 tấn cây cầu sẽ sập. Một xe tải nặng 8 tấn cộng thêm 4 tấn hàng hóa tổng cộng là 12 tấn. Vậy hỏi làm sao bác tài qua được cầu mà không được bớt hàng hóa xuống xe? Đáp án: bác tài cứ đi qua cầu thôi còn xe thì ở lại. Câu 3. Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm. Không may ông ta gặp phải một con đười ươi hung dữ muốn xé xác mình. Ông quẳng cho con đười ươi 2 con dao. Nó chụp lấy và nhăn răng cười, rồi lăn đùng ra chết. Bạn có biết vì sao nó chết không? Đáp án: con đười ươi khi cười thì luôn đấm ngực mà nó đang cầm dao thì bạn hiểu vì sao nó chết rồi đấy. Câu 4. Vào một ngày trời không trăng, không sao, một chiếc xe lao đi với tốc độ 180 km/h. Giữa đường lại có một người đàn ông da đen say rượu nằm ngủ, mà đèn đường hai bên lại đang tắt. Nhưng người tài xế vẫn tránh được người đàn ông đó một cách dễ dàng, hỏi tại sao? Đáp án: tại lúc đó là vào ban ngày. Câu 5. Một người tài xế lái xe đường dài, anh cảm thấy căng thẳng muốn giải quyết nỗi buồn. Nhưng hai bên đường lại không thấy nhà vệ sinh công cộng nào cả. May làm sao, phía trước xuất hiện 3 cánh cửa, một là siêu thị mini, hai là quán ăn nhanh, ba là một chi nhánh ngân hàng. Hỏi anh ta sẽ mở cánh cửa nào trước nhất? Đáp án: mở cửa xe. Câu 6. Có một chiếc tàu chạy từ đông sang tây. Đến nửa đường thì ngoặt qua hướng bắc rồi lại quay ngược lại hướng nam. Hỏi khói tàu sẽ theo hướng nào? Đáp án: khói tàu bốc lên trời. Câu 7. Một anh chàng đứng ở công viên chờ người yêu tới. Anh ta chờ hoài mà không thấy cô gái đâu. Và rồi anh ta cũng thấy. Đố bạn anh ta thấy gì? Đáp án: thấy mỏi chân. Câu 8. Có hai đứa bé gái giống nhau như đúc, cùng được một bà mẹ đưa đến trường. Nhưng chúng không phải là chị em sinh đôi. Bạn lý giải điều này thế nào? Đáp án: chúng là chị em sinh ba hoặc sinh tư. Câu 9. Trên một khúc gỗ trôi giữa dòng sông có ba chú ếch đang ngồi. Chú ở giữa dự định sẽ nhảy xuống nước. Vậy hỏi bạn trên khúc cây còn lại mấy chú ếch? Đáp án: vẫn ba chú ếch, vì chú ở giữa chỉ mới dự định nhảy xuống thôi. Câu 10. Bạn thử tưởng tượng, nếu bạn ngồi trên một chiếc thuyền trôi giữa dòng sông đầy cá sấu, mà chiếc thuyền của bạn lại sắp bị chìm, bạn sẽ làm sao để thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó? Đáp án: ngừng tưởng tượng lại,